Xin chào các bạn, mình là My, bác sĩ điều trị của Bệnh viện Thú y Kinh Bắc. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đấy là những lưu ý mà khi đi tiêm phòng vaccine cho mèo. Thì để vaccine mèo thì có hai loại mà các bạn cần tiêm khi nuôi, đấy là một là vaccine phòng 4 bệnh truyền nhiễm ở mèo và thứ hai là vaccine phòng bệnh dại. Thì các vaccine phòng 4 bệnh ở mèo, cái lứa tuổi phù hợp, thích hợp để tiêm đấy là mèo được 2 tháng tuổi. Còn với vaccine dại thì ít nhất là mèo được 3 tháng tuổi thì các bạn mới bắt đầu tiêm. Cái lưu ý khi đi tiêm thì mình lưu ý vấn đề thứ nhất đấy là thời gian nuôi dưỡng. Với những mèo nhà mình đẻ ra ấy, thì được 2 tháng tuổi là mình có thể tiêm. Nhưng với những mèo mà bạn mới đón về thì bạn nên nuôi ở nhà ít nhất từ 10 cho đến 14 ngày. Mèo khỏe mạnh bình thường thì các bạn mới đi tiêm. Và cái thứ hai đấy là tình trạng sức khỏe, thì tức là các mèo, cái bé mèo khi tiêm ấy thì tình trạng sức khỏe bình thường, ăn uống tốt, không nôn, không đi ngoài, không ho sổ mũi hoặc không điều trị, không đang điều trị thuốc gì thì chúng mình sẽ đi tiêm. Và cái thứ hai đấy là không tiếp xúc với mèo bị bệnh, tức là trong vòng 1 tuần trước khi đi tiêm thì mèo nhà mình không có tiếp xúc với những mèo mà bị chết do bệnh truyền nhiễm hoặc là cái nguyên nhân ốm khác, vì là nó dễ có thể bị ủ bệnh. Đấy là những lưu ý mà khi đi tiêm. Và cái nữa đấy là cái ngày bạn đi tiêm ấy thì bạn không nên tắm. Nếu tắm thì bạn cho tắm trước đó 1-2 ngày đi, còn cái ngày đi tiêm thì không nên tắm. Đấy là những cái lưu ý mà trước khi đi tiêm. Còn sau khi đi tiêm về thì mình cần lưu ý gì? Thứ nhất đấy là sau khi đi tiêm về mình không nên cho ăn đồ ăn lạ, nên kiêng trứng sữa đồ tanh và kiêng tắm. Thì trứng sữa đồ tanh bởi vì là khi mà ăn cái đồ lạ ấy, mình sẽ để tránh cái hiện tượng mèo bị rối loạn tiêu hóa sau khi tiêm, và khi đó thì cơ thể nó đang phải tiếp nhận cái virus từ vaccine, có thể nó làm cho con vật bị mệt mỏi kèm theo đến là sốt. Mà khi đấy thì nếu mà cái đồ ăn lạ mà nó có thể gây rối loạn tiêu hóa thì nó lại thành kế phát cái bệnh truyền nhiễm từ vaccine, rất là nguy hiểm. 10 ngày đầu sau khi tiêm vaccine thì cái kháng thể của con mèo nó tạo ra chưa được bao nhiêu cả để bảo vệ con mèo. Nhưng các bạn phải lưu ý và cũng không nên tắm ít nhất là 1 tuần sau khi tiêm để tránh cái hiện tượng bé bị cảm lạnh. Và khi tắm thì cũng mọi người nên lưu ý là sẽ phải sấy khô chứ không nên là để cho lau xong rồi để bé tự khô. Đấy là cái lưu ý. Và khi mà mình đã tiêm đủ mỗi mũi vaccine thì cách nhau ít nhất là 21 ngày, muộn nhất là 30 ngày. Và vaccine dại thì cách những em mũi vaccine 4 bệnh kia cũng vậy, ít nhất là 21 đến 30 ngày thì các bạn mới tiêm mũi tiếp theo. Hy vọng là hôm nay những cái chia sẻ của mình có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.